Thưa quý vị, cách đây 76 năm, cách mạng tháng 8 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bằng lời lẽ đanh thép, sắc bén, đầy sức thuyết phục, gói gọn trong hơn 1.000 chữ, tuyên ngôn độc lập đã thể hiện mạnh mẽ ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam với chân lý vĩnh cửu, không có gì quý hơn độc lập tự do. Mở đầu bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn những lời bất hủ trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791. Từ việc đề cập đến quyền của con người như một sự tất yếu của tạo hóa, đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một luận đề không thể bác bỏ về quyền của các dân tộc. Người khẳng định quyền con người gắn liền với quyền dân tộc. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện quyền con người. Thực hiện tốt quyền con người chính là phát huy những giá trị cao cả và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc. Và quyền độc lập dân tộc, quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc là những giá trị cơ bản nhất của nhân quyền. Kết thúc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. 76 năm qua, những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập về quyền con người, quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập tự do vẫn vẹn nguyên giá trị, có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tư tưởng ấy đã trở thành sức mạnh tinh thần to lớn để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Sau 35 năm đổi mới và hội nhập, dưới sự lãnh đạo của đảng, nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển chăn quá và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam dần được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được củng cố. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia trên thế giới. Vị thế quốc tế của nước ta được nâng cao. Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Gần 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát, các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực, làm suy thoái kinh tế toàn cầu, nhất là sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân. Từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, nhiều tỉnh thành của cả nước phải căng mình chống dịch nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Một cuộc chiến với đầy gian nan, thử thách. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, với ý chí, tinh thần quật cường của cả dân tộc, Việt Nam đã và đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống dịch hiệu quả và phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân. Phòng chống dịch được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong lúc này, với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Chính vì thế, trong muôn vàn khó khăn, ngoài việc điều trị bệnh, tiêm ngừa vaccine, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau, được các ngành các cấp, tổ chức chính trị xã hội đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ở các tỉnh thành phía Nam, ngày Tết độc lập năm nay, người dân được khuyến cáo không tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tương thân tương ái của cả dân tộc và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch, khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vì cuộc sống bình yên của dân tộc Việt Nam theo tư tưởng của Bác trong tuyên ngôn độc lập, một lần nữa đã được khẳng định và chứng minh qua thực tiễn.